bạn rất nhiều. Năm kiếm với tao xong rồi, nhưng bạn không đeo, bạn đeo hay nên là chúng ta đi bỏ mọi người. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm cô bé thu hoạch bí ngô nha. Còn đây mình sẽ tô màu sản phẩm con bò ngựa đang cầm hai cái cào này, cào. Đây mình sẽ tô màu sản phẩm cho các bạn xem là sản phẩm con sóc kiếm ăn, còn sóc này đang đi kiếm ăn các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn thật kỹ nha, tô màu cho các bạn xem này. Xin chào các bạn, hai ông bà, hôm nay sẽ tô đoạn vị con sản phẩm của bông điên. Hôm nay sẽ tô màu nó. Như vậy là sản phẩm của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Sản phẩm cô bé thu hoạch bí ngô này các bạn ạ. Còn đây nữa, sản phẩm con sóc kiếm ăn. Các bạn thấy con sóc của mình tô có đẹp không?
à, trộn những màu sắc rất chi tuyệt vời. Con bọ ngựa, và đây là con bọ ngựa nha các bạn ơi, con bọ ngựa nó chi đẹp này. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Năm phút rồi nhé, xong rồi.